Anh không muốn có con à? Em không biết là anh đang nghĩ gì. Anh có thể nói cho em biết là anh đang cảm thấy thế nào không? Anh muốn có con chứ? Anh muốn. Anh muốn mà anh cứ lần nữa mãi. Nếu như mà mình không thể sinh con tự nhiên thì mình có thể thụ tinh nhân tạo mà. Thời buổi bây giờ hiện đại rồi, có ai đánh giá việc đấy đâu anh. Hay là anh đang lo lắng điều gì à? Hôm trước bố có nhận được điện thoại của bác Mậu ở quê, cho nên là bố phải về quê gấp. Các anh các chị phải hết sức bình tĩnh để đón nhận cái tin này. Bố mẹ mấy hôm nay cũng loay hoay, chưa biết hướng giải quyết như thế nào. Bố mẹ cứ lúng túng nghĩ mãi mà vẫn không thông. Chính vì vậy mới quyết định đưa vấn đề ra đây để cả gia đình mình cùng bàn bạc tìm ra hướng giải quyết. Dạ vâng. Thôi có vấn đề gì bố mẹ cứ nói đi ạ. Con cũng sẵn sàng rồi. Tóm lại là có hai vấn đề chính. Thứ nhất là khoản tiền 2 tỷ. Thứ hai là bán nhà. Hình như là nó toàn liệt kê lỗi của chị ấy sao ấy nhỉ? Đâu? Rõ ràng là ám chỉ chị đúng không? Không mà. Quản lý ơi! Xin chị đấy, chịu nhịn xíu đi. Sếp mới có vẻ khó chịu thì cả phòng mình khổ. Nó khó chịu chị không biết khó chịu chắc. Chị khó chịu gấp 10 lần nó. Ơi, cứ tí tuổi đầu về công ty được có mấy ngày bắt đầu làm cái ra cái vẻ trịnh thượng với hát dịch. Chị ghét nó cực ý. Nó về đây mà còn chuyên gia soi mói chị. Em biết vì sao không? Nó ghen tị với chị đấy. Bởi vì chị xinh hơn nó, chị đẹp hơn nó. Chứ không phải là như cái mặt già nua xấu xí, già khú đế, xấu tính xấu nét như nó đâu. Bà ngậm miệng cho bọn em nhớ. Ôi, có cái gì mà phải xoắn nhở? Trời ơi, cái con quản lý đấy thôi mà, chứ có gì đâu mà phải sợ. Từ lúc nó về đây nhá, nó gây ra khó dễ đủ điều luôn. Đúng không? Ai nó cũng gây khó dễ. Thậm chí nó còn cắt luôn cả doanh số của bọn mình nữa. Quản lý là cái gì? Trời ơi, cũng chỉ là nhân viên đi làm công ăn lương thôi mà. Cái con đấy nhá, em phải thừa nhận một điều, từ lúc nó về đây này, nó chuyên ra gây khó dễ, đúng không? Chị nói cho em biết, trong công ty này này, ai là trụ cột? Chính là chúng mình chứ ai. Chứ mà lại dăm cái đứa quản lý mắt mũi chưa sạch xong rồi về đây á, toàn ăn hại với đòi ăn tiền thì rồi quá dễ luôn ý. Em sợ cái gì? Cái con quản lý ống ạo nghẹo đấy không việc gì phải sợ nó cả, hiểu chưa? Phải sống như chị đấy này, nhớ lời của chị nhá.